Hello các bạn Nhân Mã. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những dự đoán cho tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 22. Nếu các bạn có mặt trời Nhân Mã, mặt trăng Nhân Mã hay là cung một Nhân Mã, cái video này nó liên quan đến các bạn. Nếu các bạn không biết tôi nói về gì về cái từ ngữ như mặt trời, mặt trăng hay cung mộc, là tôi đã làm một cái video nói về cái sự khác biệt, và đây là một cái công cụ mà các bạn có thể dùng để các bạn dùng nó để các bạn biết thêm về mình. Tại vì ở đời cái kiến thức trong vũ trụ này á, quan trọng nhất là cái kiến thức biết về mình. Mình biết về mình thì cái hành trình nó sẽ dễ dàng hơn, mình sẽ biết là mình đi được bao lâu bao xa, mà sức lực mình mang được bao nhiêu ký. Thì cái hành trình này mình biết mình thêm mà không cần một sự giúp đỡ của chuyên gia nào hết. Về mình biết mình thì tôi nói tóm tắt chút xíu về cái sự khác biệt đó, các bạn có thể coi xem rõ ràng hơn. Tôi làm một cái video về chuyện đó rồi. Mặt trời á, nói về một tháng, mặt trời nói về một tháng thì xung quanh mình đi 12 tháng một năm. Thì nếu bạn sinh từ 21 tháng 11 cho tới 20 tháng 12, bạn là Nhân Mã. Đó là nói về tháng, nói về mặt trời. Mặt trăng nó đi một vòng là 28 ngày. Thì khoảng 2 ngày rưỡi ở trong mỗi cung. Nếu các bạn sinh Nhân Mã mà bạn sinh cách nhau khoảng 3-4 ngày á, các bạn một người mang Nhân Mã với mặt trăng ở Bảo Bình, người kia Nhân Mã mặt trăng ở ở Sông Ngư. Đã khác nhau rồi chị các bạn ạ. Rồi nói về cung mộc lúc nó là cung về mặt trời mọc ở phương trời nào khi bạn đang sinh ra. Các bạn sinh là có lẽ là 12 giờ trưa, 12 giờ trưa ở Việt Nam, nhưng mặt trời mới mọc ở bên Pháp thôi. Thì trong một bên Pháp á, cái múi giờ đó nằm trong cung nào, nó trong cung hay là Bảo Bình hay là Sông Ngư. Thì cái đó nói về là bạn có thể là mặt trời Nhân Mã, mặt trăng là Sông Ngư, mặt cung mọc là Bảo Bình, ba cái khác nhau đó. Mà ba cái tượng trưng gì? Mặt trời nói về tôi là ai, mặt trăng nói là cảm xúc tôi là gì, còn mà cung mọc nói về là người ta nhìn bạn thế nào. Chứ phải mình thể hiện nha, mình thể hiện là chuyện của mình, nhưng người ta nhìn mình với thể hiện với cái màu sắc gì hay là kiểu nào đó. Đó là ba cái đó đó. Bây giờ video này tôi chia là hai phần. Phần thứ nhất tôi ôm lại những hành tinh lớn nó đang di chuyển trong tháng 4, 5, 6 này, và phần 2 nó là hành tinh nhỏ, nó đi khoảng từ 2 tuần tới 2 tháng, là lúc này những hành tinh này nó các bạn có thể là tại sao mình lại bị tai nạn, hay là chúng sổ số, hay là mình gặp tiếng sét ái tình, hay là nó đi qua rất là nhanh, mình biết chụp nó thì nó rất là gần với mình, nó gần lắm. Thì những hành tinh như thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh nó rất gần với trái đất mình, vậy nó đi nó gần gũi, nó tượng trưng sự cuộc sống hàng ngày của mình. Còn những hành tinh lớn đó, nó cứ âm thầm làm việc sau lưng đó. Cái âm thầm nó cảm thấy là nó cứ làm việc sau lưng, nó cứ âm thầm làm việc, mà nó tác động nha, nó tác động vào mình. Mà nhớ hành tinh nhỏ nó khi nó đi ngang qua nó tác động thêm nữa. Vì vậy nó rất là hay các bạn, mình hiểu được cái đó, mình hiểu được, mình biết cơ hội, mình chụp cơ hội đó, mình làm việc của mình. Và tôi cố gắng là tôi ấn mạnh những chỗ nào nó không tốt, và cũng như nào rất là không tốt, mà những chỗ nào tốt tôi sẽ nhấn mạnh cho các bạn biết chụp cơ hội đó để mình khỏi mất cái cơ hội đó. Mà tôi cố gắng làm video trước khi nó xảy ra để các bạn có thời giờ sẵn sàng chuẩn bị để mình có những để mình biết bảo vệ mình và chụp những cơ hội mình đang có sẽ có cho các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần 1 là Nhân Mã ở bên đây. Nhân Mã có diêm tinh ở đây. Diêm tinh nó là tương lai, nó là phần nhà số 2 đối với Nhân Mã, nằm trong Nam Dương từ năm 2008 tới năm 2024. Cuộc sống của Nhân Mã thay đổi rất là nhiều. Nó bắt Nhân Mã phải đổi cách làm việc, cách tại vì nhà số 2 tượng trưng cho của cải và tình yêu. Vì những năm này đó là Nhân Mã đi qua nhiều cái cuộc trải nghiệm cuộc đời mình, nhiều sự nghiệm trong cách làm việc của mình, cái làm việc đổi nghề nghiệp, nó đổi nghề, đổi nghiệp, đổi tất cả. Và chúng ta cũng tình yêu chúng ta cũng thay đổi nữa, cách mình phải học cái đối phó đối xử, mà từ sống ra chết, từ lết ra, từ bò ra lết, mà nó cứ là như mình như vậy. Nhưng tùy theo những cái lá số TV có nhìn của các bạn nữa. Vì vậy mà này nói chung chung thôi nha. Đó thì đến cái tháng 2024
thì các bạn sẽ ổn được chút xíu, nó sẽ ổn các bạn một thời gian. Nhưng mà này những thời gian vừa qua cũng rất là khó khăn, từ năm 92 tới 2008 rồi 2008 2004 là vấn đề là con người mình, của cải của mình tình cảm của mình. Sau đó sẽ qua bảo bình, lúc đó thì là một chuyện khác nữa mà tôi phải nói riêng với các bạn, tôi sẽ làm một video riêng về vấn đề đó. Thì nhưng mà thì nó nằm khúc này, bên đây nó phim thổ tinh nằm trong bảo bình từ năm 2022 đến năm nay cho tới năm 22 và tới tháng 3 năm 23, nó bắt các bạn phải để ý vấn đề là những người xung quanh bạn. Các bạn sẽ gặp những người lớn tuổi hơn các bạn, hay là lớn tuổi hơn, hay là chức tướng họ cao hơn, hoặc họ có kinh nghiệm sống như bạn hơn, họ đang giúp đỡ bạn đó, họ đang cố gắng đưa cho bạn cái một cái gì đó để các bạn thành công hơn. Bạn sẽ gặp những người nghĩa là họ giúp đỡ bạn, và thiên hạ nói chung là những người xung quanh mình, những là các bạn làm những là những nghề như là đi bán cho công chúng nè, đi làm nghề buôn bán nè, gặp người kia rất là nhiều á, rất là tốt. Thì bây giờ hỗ trợ các bạn, đang hỗ trợ một cách bắt các bạn xây một cái gì rất là chắc chắn cho tương lai, một cái nền tảng. Vì nếu mà nhân bản, nếu mà các bạn là nhân mã đó nha bạn, bây giờ lúc này nếu mà chưa bắt đầu để nền tảng về công chúng, đi nói chuyện với công chúng nè, đi làm mở cái tiệm bán giò heo, không biết bán cái gì cũng được đó, nhưng chung là cái gì nó nói với công chúng, họ đang giúp đỡ bạn đó đi tầm tương lai đó. Tại vì khi cái thằng này nó qua đây, nó sẽ mạnh hơn nữa. Vậy đừng có chờ đợi gì nữa các bạn. Những năm vừa qua, từ 2008 đến giờ, các bạn đã lên voi xuống chó trong vấn đề tiền bạc của cải, trong vấn đề tình cảm tình duyên các bạn nữa. Các bạn phải thay đổi thôi, nó từ đất là bò mà đó. Vì vậy mà nó sẽ giúp các bạn đây nè, tại sao nó giúp đỡ các bạn trong xấu nha đó, nên các bạn nên làm cái gì đó, tại vì nó thuận lợi cho các bạn. Từ đây là song ngư, hải tinh và kim tinh nó đang làm song ngư, nó không hợp tác với các bạn được. Tại vì song ngư là nước gặp nhưng mà là lửa, nó không hợp tác được. Nhưng mà nó bắt các bạn phải nhìn lại, để ý đến cái cảm xúc người khác, để ý đến cái chuyện tâm linh nhiều hơn. Có thể lúc này các bạn đang ruồng bỏ, đang nói không sao cả, nó nhìn họ, nhưng các bạn nên để ý đến họ. Nên nó nói một bài học cho bạn, nó bắt các bạn phải, dù các bạn không muốn để ý đến, nhưng các bạn phải để ý đến, bắt các bạn gặp những người như vậy, hay là trong tình thế các bạn phải nhập vào cái vụ đó. Một cái các bạn đã nhảy vào rồi, mà nhảy vào còn sâu hơn nữa, thì các bạn học bài học đó, các bạn cần từ chối bao nhiêu thì nó bắt các bạn nhảy vào đó và bao nhiêu để các bạn học bài học đó. Thật ra rất là tốt, tại vì Mộc Tinh đang hỗ trợ cho Hải Tinh. Mộc Tinh Hải Tinh rất là may mắn, nó may mắn lắm mà nó giúp cho Hải Tinh mà trước sau song ngư nữa, nên các bạn sẽ có những thời gian rất là tuyệt vời. Nhưng mà các bạn sẽ nghĩ đi tìm sau cái tại vì nhân mã nó cứ xông pha đi, những cái trời nó bắn mà nó xông pha nó bắn mà nó không nghĩ đến trên ai hết. Bắt ê xong rồi tao đây nè, phải để ý đến tao nha, nghĩ chuyện tương lai nha, nghĩ về tâm linh nha, nghĩ về nghiệp, về kiếp nha, đừng có nghĩ là mày sống xong cái mày chết, không là đi đâu với cát bụi, không có đâu, này còn lâu dài hơn nữa đó. Là nó xong người đang nhắc nhở mình đó, nó nhắc nhở mình một cách khéo léo nha. Thì Mộc Tinh là mình rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là vui tươi. Vậy nên đó là mình nó nhắc nhở rất là khéo léo đó, rất là tốt các bạn ạ. Rồi chứ lôi tinh nằm trong kim ngưu. Thiệt ra thì lôi tinh nó là 150 độ đối với nhân mã, thì nó là sự để ý đến, lưu ý đến chúng nó trong một chút, đừng có hấp tấp quá. Nó bắt mình phải coi lại gì mà có, mà kiếm một tuyến chân cho có tiền bạc của cải nữa, cái sự mình gom được như con trâu đi cày vậy đó, mình gom sức lại, mình bỏ công sức lại, mình làm để có tiền có của, mà tôi cũng chúc cho tình yêu mà mình tạo ra, thì nó có lo tin. Thời gian này nhưng mà có những tình yêu chớp nhoáng đi ra đi vô, nhưng mà nó làm mình bực mình, nó làm mình phải trong cái thế là khó chịu, nhưng mà không phải là bắt phải thay đổi. Nó bắt mình phải để ý đến nó chút xíu, để đến đó để mình chuyển mình. Thiệt ra mình không chuyển ai hết á, mình không chuyển được ai hết, mình chuyển được mình thôi. Mình nhìn lại mình coi mình trong trường hợp đó mình phải đối phó làm sao thì mình tốt hơn.
đó. Nếu mình trong tình huống, tại vì các bạn học bài học này thì các bạn học sẽ từng ra tới các bạn sẽ học, tại vì lối trên nó đi 7 năm. Chứ nó qua đến đây đó, 14 năm sau á, bạn ấy học gặp lại bài học đó như cũ lại. Nhưng lúc này nó nằm trong trong bác giải thì nó là một chuyện khác nữa. Đó. Vì vậy mà mình phải học bài học để mình khỏi mất thời giờ. Thì nhiều nói, nhiều người nói ủa sao năm này năm xưa các bạn tam tai mà sau tới không có gì xảy ra, thì bạn đã trả học rồi. Bạn đã học rồi, xong bài rồi. Các bạn ngồi đó ăn hưởng thôi. Phải hưởng mà nó cũng bập bềnh, nhưng cái tàu mình đã vá bên, mình đã sơn lại, vá lại, mình đã sửa lại hết rồi, mình khi qua nó cũng bập bềnh, nhưng cái cảm giác nó sẽ nhẹ đi các bạn. Vì vậy tôi muốn nói là mình cứ học bài học đó, vì nó cứ trở lại với hành tinh cái vòng rồi nè, nó cứ học này học đi, trải nghiệm, nếu có trải nghiệm tiếp cái vậy đó. Vì vậy là lúc này đó, nhân mã nó đang trong cái lúc này, nó kéo tới 7 năm tới 2025 lận. Thì đó chị, bạn thấy không, đây là 24 nè, 22 rưỡi, 25 nè. Cái này rất là tốt nha. Từ 26 trở đi á, chúng ta đi vào một thời kỳ đặc biệt. Mà đặc biệt tôi nói là tôi phải, từ năm 20 tôi mới làm cái video này để tôi nói chuyện với các bạn. Tại vì cái sự hiểu biết của tôi cũng giới hạn thôi. Nhưng mà mình thấy mình phải chia sẻ với các bạn, nhờ cái YouTube này mới đi xa được với các bạn được. Thì các bạn nên dùng thời gian này. Tôi biết nhân mã rất là thật, rất là có những chỉ số chuyên nghiệp rất là cao xa. Vì vậy mà các bạn nên cứ dùng cái cơ hội này sẵn sàng cho năm 2025 trở đi. Cuộc đời sống không như ngày xưa nữa, cuộc sống của mình sẽ thay đổi hết. Và bây giờ từ năm 20 đến giờ, cái vụ Covid-19 đang thay đổi từ đến đó. Mà sẽ thấy những thay đổi nhiều lớn lao lắm trong tất cả mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, quốc gia, con người, tâm linh, tất cả hết luôn, là không như ngày xưa nữa. Đó là nói về hành tinh chung với hành tinh, với phần 1 của video. Phần 2 tôi sẽ nói về những video, những hành tinh nhỏ như thủy tinh, kim tinh và hỏa tinh. Thủy tinh nói về sự sự trao đổi di chuyển trong thể xác và tư tưởng. Nói về di chuyển, các bạn nói là thể xác nó chúng ta đi điểm A, đi điểm B, như là Vũng Tàu đi ra Phan Rang, đó là di chuyển. Còn về phần tư tưởng nó không dạng gì, mà nó về sự phát biểu tư tưởng nè, ngôn ngữ nè, cái đầu óc mình đó, có thể mình đầu óc mình sẽ nhiều chuyện sống sẽ xảy ra, nghĩ chuyện rất là hơi bận một chút xíu trong đầu óc. Như là những người nghệ sĩ họ cần sáng tác, như là họ làm một tóc mới, cái bánh mới, bài hát mới, hay là bức tượng mới, hay là vẽ gì đó khác, cái gì đó nó sự di chuyển sự tư tưởng. Hay là những người nói chuyện với công chúng, những nhà chính trị gia, hay lúc này cần phải đó lúc đó tư tưởng nó đi ra. Và cái thứ ba nữa là những công cụ mình cần thứ như là xe hơi hay là máy bay tàu bè để mình di chuyển với thể xác này, và như là điện thoại và máy tính để mình dùng cái đó để mình nói chuyện người khác, để mình truyền đạt tư tưởng của mình. Đó là ba điều nói chung với nhau. Thì khi mà nó không tốt thì máy móc nó hư, mình công việc mình đi chậm trễ, và mình nói ra người ta không hiểu mình, người ta hiểu lầm mình. Đó là cái thủy tinh. Từ 27 tháng 3 đến 10 tháng 4 nó trong Bạch Dương. Bạch Dương trong giai đoạn 2 tuần này rất tốt với nhân mã, tại vì hai thằng là lửa, Bạch Dương là lửa nhỏ, nhân mã là lửa già. Hai thằng này nó hợp tác với nhau, nó thuận tiện nhau, nó thuận tiện. Vì thời gian rất tốt cho nhân mã cần ký hợp đồng, giao kèo, đi đây đi đó, ra sách viết chuyện, muốn làm gì làm, rất là tốt, tại vì lửa gặp lửa, nhiều lửa thôi, không gì hơn hết. Rồi từ 10 tháng 4 cho tới 29 tháng 4, 19 ngày nằm trong kim ngưu. Nó vào đây nó tác động phần lôi tinh, là bắt thầy mình phải nói chuyện, để ý đến chuyện là mình phải đến chuyện là phải đi thương lượng, đi làm ăn nè, thương lượng này đằng kia. Nhưng nó bắt mình không phải bắt mình thay đổi, nó bắt mình phải để ý đến nó chút xíu, bắt mình phải lưu ý một chút xíu, là dấu phẩy, dấu chấm, cái chữ nó viết trong cái hợp đồng nó ok hay không, mình phải coi chút xíu. Và có thể là mình đừng có nói những lời mà nó ảnh hưởng đến người khác, tại vì cái này nó hơi nhạy cảm một chút xíu, nó bắt mình lưu ý đến đó, lưu ý sự hồ đồ của mình nếu mình có đó. Thì đó là lỗi tinh ở trong đây. Khi mà từ 29 tháng 4 cho tới 5 tháng 7 chỉ là 9 tuần luôn các bạn, tại vì nó dây dưa giữa song tử và lôi tinh, là từ 29 tháng 4
tới 22 tháng 5 nó nằm trong lịch Song Tử. Từ 22 tháng 5 tới 13 tháng 6 nó nằm trong Kim Ngưu, mà từ đó 15 tháng 6 tới 15 tháng 7 nó ở trong Song Tử. Thời gian này là 22 tháng 5 là tuần thứ tư của tháng 5 cho tới 2 tuần tháng 6 á, và phải lưu ý chỗ này. Còn nhiều đó, tại vì Song Tử với Nhân Mã nó hợp tác với nhau được, vì lửa cần khí mà khí cần lửa. Nhưng thời gian này á, là mặc dù Song Tử với Nhân Mã nó không có nó cần nhau, tại vì một bên lửa một bên khí, nhưng mà nó đối đầu với nhau, cũng như là vợ chồng, cũng như là âm dương, cũng như là mình luôn lấy cái người nó khác mình, nó bắt mình phải học cách là thương lượng và uyển chuyển trong thời gian này. Nhưng nó cho mình rất nhiều, nhưng mà Thủy Tinh nhảy vào đó nói là mình chúng ta có nhiều sự trao đổi tư tưởng qua lời nói, qua cái cây viết, qua cái sự di chuyển nữa. Vậy các bạn có thể là tôi Nhân Mã, các bạn ba cái nước là nước Song Tử đi, ở trong đầu tôi nhớ thế nào nha, những nước nó nước Song Tử, vì mỗi đất nước đều có cái cung của nó riêng nữa, còn có nhiều mạng của nó nữa, qua cái ngày quốc khánh của họ thì mình cũng coi được nữa. Nên mà mình á, mình là Nhân Mã đi, thí dụ mình Nhân Mã mình đi qua nước Song Tử thì có sự phải bằng phải thương lượng, học ngôn ngữ của họ nè, ăn uống đoan của họ là mình khó chịu. Nhưng mà nếu mà mình hợp tác được với họ, mình sẽ gặp những điều rất là tốt hơn nữa. Vì vậy mà thời gian này á, chúng ta phải cẩn thận nói chuyện với những người mà vợ mình, chồng mình hay là người hợp tác với mình, hay nhân viên của mình, hay chủ mình, nó bắt mình phải nói chuyện rất là nhiều, nói chuyện. Tại vì Thủy Tinh là sự lời trao đổi tư tưởng mà nó đối đầu với mình phải, nó bắt mình phải nhiều cắn môi để uyển chuyển vấn đề đó, để qua chuyện này, học mình nữa. Tại vì vấn đề là mình chứ không phải là người ta đến, người ta chỉ là đến, người ta đến là để cho mình học bài học mình thôi. Mình phải cảm ơn họ đã cho ta bài học đó, mình cảm ơn họ là họ có giận mình nữa, để họ giận mình không tốt sức chứ. Khi mình giận một người đó hay mình họ giận mình không mệt lắm, mà mình phải cảm ơn họ làm họ để họ giúp mình hiểu nhiều vấn đề hơn. Như vậy tôi hay nói ngược là vậy, nên nhiều lúc nói ủa sao mình như vậy, nhưng mà tôi nói như vậy là vì đó là sự thật các bạn ạ. Mình phải cảm ơn họ để họ đã cho mình một bài học, và họ có giận dữ đi nữa họ tốn sức chứ mấy mình tốn sức, nhưng mà vì mình, vì vậy lúc này mình uyển chuyển và mình uyển chuyển và kiên nhẫn một chút để mình qua cái thời gian này có sự trao đổi rất là lớn lao nha các bạn nha. Đó là nói về Thủy Tinh. Điều này nói về Kim Tinh. Kim Tinh cho tiền bạc, của cải, tình yêu, rồi nó tượng trưng cho nhiều cái như là may mắn nữa, may mắn nhỏ, nó xoa dịu vết thương, nó làm rất là, nó đi đâu nó mang cái niềm tình thương đó, tình yêu đó, sự hoa dịu như là gió thổi nhẹ nhẹ qua vậy đó. Đó thì Kim Tinh từ đầu tháng 4, 5 tháng 4 nè, cho tới 2 tháng 5 ở trong sông Ngư. Các bạn lúc này nó xung chiếu với Nhân Mã mà, nhưng mà cái xung chiếu lại tốt, nó xung chiếu nó bắt mình phải, nó đang thọc dao mình á, bên hông mình á, nhưng mình để ý nó, mình vì nó mới học được bài học. Nó bắt ê mày cái phóng Nhân Mã là thằng phóng mà, nó phóng tùm lum nó nhiều cái tư tưởng lớn lao, nhiều cái dự án tùm lum hết á. Nhưng mà xong rồi nó ê để ý chút xíu tâm linh nha, tình yêu tình thương chút xíu, đừng có lộn xộn nha. Mà thằng Kim Tinh đến đó, nó sẽ êm dịu cái đó, làm những sự xung đột trong lòng mình nó sẽ làm mình sẽ êm dịu xuống, là mình ok tôi biết đó các bạn, nhưng mà nó sẽ làm mình cảm thấy đừng có hấp tấp quá, bình tĩnh lại, ok có gì chuyện gì đâu cũng có đó, nên nó giúp mình như vậy. Thì từ 5 tháng 4 cho tới 2 tháng 5 các bạn sẽ có thời gian rất là ổn hòa với cái trong bản thân của mình. Thì Song Ngư vẫn nói về cái trong của mình, cái lòng, cái tâm hồn của mình, cái lòng sâu của mình nữa. Đó, mình sẽ dịu xuống chút xíu, nó sẵn là thấy mình bình an một chút, nó sẽ bình an, tương tìm chữ bình an đó. Đó, bình an một chút. Từ 2 tháng 5, cho tới 28 tháng 5, nằm trong Bạch Dương. Bạch Dương là bạn của bạn của Nhân Mã mà. Thấy yêu thương. Không thấy, các bạn gặp một người ở đây nè. Tại vì nó còn cái người mình gặp là người mình thương á, yêu á, luôn luôn là người luôn đối đầu với mình, khác mình. Phải gặp tình yêu ở đây, tại vì có một tin hỗ trợ nữa. Rồi nó lại gặp thằng này, nó qua lại nó hỗ trợ thằng Bạch Dương, nó cho mình sức mạnh, làm thấy mình đẹp gái hơn, đẹp trai hơn, dễ thương hơn. Mình thấy mình đổ mình sáng suốt hơn.
đó, nó bị bạch dương được qua cái đầu nữa, nên tốt các bạn, nói chung là tốt nha. Rồi khi nó qua kim ngưu từ 28 tháng 5 cho 28 tháng 6, nó qua kim ngưu, nó lại mang chút xíu, tại vì mình gặp nó, mình yêu người đó rồi thì mình phải có chút xíu gì đó trao qua cũ lại nữa, thì gặp kim ngưu đây mà gặp lối tính đây nữa, lối tính đây nó sẽ hỗ trợ cho kim tinh, nói ê cứ yêu đi đó, yêu rồi mày không cần thân mày chết, mày cứ yêu đi, đó là kim tinh. Rồi từ 22 tháng 6 tới 17 tháng 7 là trong song tử, rất là tốt, nói chung đi đồng rất là tốt, mình biết tốt chỗ nào thôi. Lúc này các bạn có những cái hiềm khích nào đó với ai đó hay những cái gì đó, các bạn nên lúc này nên dàn xếp, nên giảng hòa, hay là tại vì kim tinh đến mang cái sự niềm vui đến trong cái trong tất cả mọi chuyện nha các bạn nha. Nên nhưng mà 22 tháng 6 á lại nó trùng, nó qua bên nó qua đây thì thủy tinh nó lại trở về, nó lại trở về lại lôi tinh rồi, nó trở về lại kim ngưu rồi, nó trở tới 13 tháng 6, thì từ 13 tháng 6 tới ngày 5 tháng 7 là 2 tuần 3 tuần đó, 2 tuần cuối tháng 6 và đầu tuần tháng 7, thời gian là 3 tuần rất tốt cho nhân mã dàn xếp, giảng hòa, thương lượng, ký contract, đi làm ăn, đi chơi, nói chung là tốt nhất, nhất là về tư tưởng và lời nói của mình là tốt nhất nha các bạn. Nhớ nha, các bạn muốn ra sách, ra họa sĩ, muốn ra YouTube, muốn về tư tưởng, các bạn cứ ra cho tôi nha, nhờ đó là tốt nhất. Đó nói về kim tinh. Bây giờ nói về hỏa tinh. Hỏa tinh là từ 6 tháng 3 tới 15 tháng 4 là đầu tháng 4 đó trong Bảo Bình. Bảo Bình hợp với nhân mã, nó tạo gì được cho xong nhân mã làm được việc, rất là tốt cho nhân mã. Từ 15 tháng 4 nó động tác vào sông ngư cho tới 24 tháng 5 ở trong sông ngư. Thời gian này á nó rất là tốt, tại vì hỏa tinh nó mang cái tính chất là tâm linh nữa, tại vì lửa nó đốt nó vì tâm linh mà, nó gặp trong này nữa, nó tác động vào hải tinh, mộc tinh và sông ngư, mà nó đối đầu với nhân mã, nhưng mà nó lại mang một tính chất rất là rất là tâm linh hơn. Nếu mình biết cách lựa chọn, một á mình từ chối nó và nói tao không tin với mày, tao không nói chuyện với mày, ok fine. Nhưng mà nếu các bạn nói không, tôi ta nghiên cứu nó để tôi học hỏi thêm về nó sẽ mở bạn, mở đường cho các bạn, nó mở bạn, mở một cái thiên nhãn, cái nhãn thứ ba của bạn trên đầu bạn đó. Thì tùy theo mình thôi, cái tư vi tây phương nó sẽ ảnh hưởng đối với mình làm gì, chứ nó không có phán là cô sẽ được như vậy, anh sẽ được như đó, không có. Nó chỉ nói là nó trời nắng đến đó, ngày mai trời nắng á, giờ cô muốn phơi quần áo hay muốn cô ở nhà đọc coi sách, rồi ngày mốt trời mưa cô muốn phơi quần áo hay cô muốn ở trong nhà coi ăn cháo. Tùy mình phải chờ đúc, thì mình không gian mình không lựa được, mình xin ở bên Phi Châu hay bên Việt Nam hay bên Tàu, mình không có là ngày tôi muốn dọn tính khách tôi ở, không có, không có dễ như vậy. Nhưng là phần đông là chúng ta như vậy, nhưng mà thời gian mình lựa được, nếu mình chờ nó khỏi mất thì giờ thì thời gian này nó bắt mình phải như vậy đó các bạn. Nên mình lựa cái lúc nào mình đi vào phía tích cực hơn đi về phía tiêu cực, nó lợi cho mình. Mà thời gian mà ở trên thế gian nó nhanh lắm, tại vì khi mình sống thế gian này mình cảm thấy nó nhanh đó thì mình vui quá, tại vì cuộc vui nào nó vui nó mới nhanh được. Mà cái chỗ nào mà nó lâu dài, sống lâu á là vì mình không có vui, như là ở trong tù một ngày nó lâu lắm. Vậy mà ở ngoài đi chơi một ngày nhanh lắm, mình cũng thành như vậy thôi à. Đó thì mình lựa đúng lúc mình làm gì đó để mình khỏi mất thì giờ, mình nó thuận tiện cho mình và nó rất là cuộc đời mình vui tươi hơn, mình cảm thấy mình yêu đời hơn và mình thấy mình chia sẻ cái tình yêu, cái năng lượng mình nó tốt, mình chia sẻ cho mọi người, mình có tốn tiền mua thuốc loại này nọ, mình chỉ cần vui vẻ, bình an trong lòng hồn mình, qua mình hiểu được mình, quan trọng nhất là mình hiểu mình là ai, qua tử vi tây phương, qua tử vi mà tôi coi cho các bạn đó. Thì lúc này các bạn nên chụp cơ hội này để đi tìm hiểu, đi đọc sách, đi tập yoga, tập thôi miên, thì bao nhiêu chuyện để làm, tôi không đổ, tôi đang không có nghĩ đến nhiều đến chuyện đó, nhưng mà làm đi các bạn, làm đi nha, tại vì nếu không nó chống lại các bạn đó, nó bắt các bạn phải, nó bắt các bạn này đang cái cây nó đang nhúi trong hông mình, nó nói ê thay đổi đi các bạn, thay đổi nha đó. Hóa tinh nó vô nó tác động vào đó, tại vì khi mà ta thiền về đạo nó lửa hết, lửa
lửa mà bên phía Ấn Độ nó là lửa mà trong người mình đi lên để mình thôi miên á, tập luyện để mình những cái vòng xoáy bảy vòng luân xa đó, đó là lửa này, nó lên là lửa này gặp hải tinh với sông ngư tôi mới nói, chứ mà lửa mà chỗ khác tôi không nói. Đặc biệt lắm các bạn ơi, đặc biệt lắm luôn á. Gặp thêm thằng Mộc Tinh nó đang hỗ trợ nữa, Mộc Tinh hành tinh may mắn nhất trong cái đám hành tinh này, hành tinh tốt nhất, may mắn nhất, nhưng mà khó chịu nhất, nó cũng khó chịu nữa. Mà lúc lửa đúng chỗ các bạn sẽ thành công. Tôi ấn mạnh chỗ này vì tôi không biết cách nào nói hơn cho các bạn hiểu là làm đi các bạn, đừng chờ nữa, tại vì năm 25 trở đi chúng ta sẽ vào thời kỳ rất là đặc biệt. Thời kỳ đó sẽ là Diêm Tinh sẽ đi vào Bảo Bình. Tôi xem những video khác thêm nữa tại vì tôi quá bận nên không làm hết video được, nhưng mà đặc biệt lắm nên đừng phí thời gian nha các bạn nha. Đó. Hóa Tinh từ 24 tháng 5 tới năm tháng 7 trong Bạch Dương. Trời ơi tuyệt vời nữa. Bạch Dương là bạn của Trần Nhân Mã, nó lại nó hợp đó. Bạn tìm hiểu được rồi. Lúc này nó là cho bạn vui vẻ hơn, lợi ích hơn. Vì một mình vẫn muốn lợi ích là có tiền bạc của cải. Thì tiền bạc của cải ok fine. Có tiền bạc của cải các bạn sẽ đi mua chiếc xe bự hơn. Mình có 2 bánh thì sẽ 3 bánh, sẽ 4 bánh. Nhưng mà tại sao giờ tôi biết 1 bánh 5 năm sau cũng hư, 1 năm sau cũng hết hạn. Nhưng mà tâm linh nó không bao giờ mất hết hạn nữa. Nó tồn tại bạn tới ngày bạn chết và kiếp kéo qua kiếp tới nữa. Vậy cái đầu tư nó không có sai. Vậy tôi cứ lập điệp lại những chuyện này vì tôi hướng về phía đó. Nên tôi cũng bị ảnh hưởng chút xíu về phía đó để nói với các bạn về phía đó. Nhưng mà đó là vậy đó các bạn. Đó là những cái hành tinh tôi muốn giúp các bạn hiểu nhiều hơn. Mà trong thời gian đó là Kim Tinh đó, cuối tháng 6 ha. 2 tháng 6 tới 17 tháng 7. Nó Kim Tinh nằm đây. Mà Bạch Dương mà Hỏa Tinh nằm đây. Hai cái đều hỗ trợ cho Nhân Mã hết. Tuyệt vời như vậy đó. Nên đừng có phí thời gian nha các bạn nha. Đó. Tôi các bạn hiểu được ý của tôi rồi đó. Nên có gì chúng ta nói chuyện sau. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ lắng nghe. Hẹn các bạn ở video khác tới sau này cho các bạn.